1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Mấy cái này giao đâu vậy? Để chút tao đi giao cho. Mày khỏe hẳn chưa mà đi làm vậy? Sao không ở nhà nghỉ thêm vài bữa đi? Nè nè, mày coi nè, thấy không? Bây giờ tao cũng khỏe hẳn rồi. Hèn gì, nhìn mày nói chuyện của tinh thần là sảng khoái hơn trước đó. Được, sao có chuyện gì vui hả? Kể tao nghe. Tao có gì? Tao với vợ tao. Sao? Hết giận nhau rồi. Gì? Mày vợ mày hết giận nhau rồi? Ừ. Mày làm quá không à? Gì hả? Ừ thì... tao mừng cho mày quá. Tao cứ tưởng là tao với vợ tao hết giận nhau không à. Thiệt á, chứ hôm bữa tao thấy mày chủ ụ chuyện vợ chồng mày mà tao không động viên gì được, tao cũng xót xa lắm. Gì vậy? Ủa? Mày kiếm gì vậy? Từ nãy giờ tao vô mà tao không thấy Hồng đâu hết. Ủa? Hồng nghĩ điện không đại mày không biết hả? Cái gì? Cường. Chú. Đang làm cái gì vậy? Chú có khỏe không? Khỏe. Dạ, con phụ mẹ bỏ mấy cái quần áo mẹ may xong á, rồi con đem đi giao cho người ta. Chú thấy con có giỏi không? Giỏi. Bây giờ là con ra dáng thanh niên rồi nghe. À, con mới vừa thi xong học kỳ 2 á chú. Vậy hả? Kỳ này là chú tốn tiền rồi đúng không? À chú. Con có một thay đổi. Thay đổi gì? Dạ, con không lấy xe đạp điện đâu. Con chỉ cần một chiếc xe đạp cũ để đi giao hàng cho mẹ là được rồi. Con hiểu chuyện vậy, chú mừng lắm. Chú hứa với con là chú sẽ thực hiện mà. Con yên tâm đi. Hồi đó con chưa suy nghĩ, cho nên con đòi hỏi tùm lum mà. Mà bây giờ con mới biết là chú kiếm tiền cực khổ lắm. Bây giờ con biết suy nghĩ vậy, thật sự chú mừng lắm. Ba con mà về thấy con như vậy, ba con vui lắm. Ba con hãnh diện vì con lắm, con biết không? Ba về rồi nè. Anh Đạt, trời ơi, sao về không báo em ra đón anh? Thôi, làm phiền mày, làm phiền vợ con. Tao không làm cho mọi người bất ngờ. Trời ơi, lớn quá. Trời ơi, hai đứa một cái nữa. Mẹ mẹ đâu, mẹ con đâu? Dạ mẹ con đi phụ quán cơm á. Chú. Trời ơi, cậu mới về tôi mừng quá luôn á. Chú khỏe không chú? Khỏe. Dạ. Thôi con cảm ơn chú nhiều nha. Cái hồi mà con không có ở đây ấy, cũng nhờ chú. Chú qua chú giúp đỡ gia đình con. Chứ mà không có chú con cũng không biết làm sao nữa. Thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ về nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe rồi từ từ mình tính. Dạ. Có cái này con muốn xin chú là cho con chạy lại nha chú. Cậu là tài xế của tôi. Dạ. Tôi sẽ nhận cậu. Nhưng mà không, dạ, phải, nhưng mà không phải ngay bây giờ. Từ từ đã, cứ nghỉ ngơi đi. Ủa sao vậy chú? Trời ơi chú thương con đi. Bây giờ mà con không chạy là cả nhà con chết đói đó chú. Tôi biết hoàn cảnh của cậu đang khó khăn. Dạ. Nhưng mà ít nhất phải nghỉ một năm để xóa án tích, rồi tôi mới có thể mời cậu trở lại làm việc cho tôi được. Còn bây giờ cậu mới ra tù, tôi có nhận cũng không được. Chú, dù sao con chạy cho chú cũng lâu rồi. Mấy chú làm lơ cho cái quy định đó được không chú? Ý, không có được đâu. Nhưng mà tôi có thể giúp cậu, cho cậu ứng thêm vài tháng lương, rồi sau này làm từ từ trả lại. Ha. Giả lại cậu cũng phải cần nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần và sức khỏe chứ. Dạ. Thôi chú đã nói vậy con cũng đành chịu. Con cảm ơn chú nhiều. Ừ. Khi nào cần ứng tiền á, cứ vô nói kế toán. Dạ. Tôi sẽ nói giúp cho. Dạ. Con cảm ơn chú. Anh Đạt, anh về nào vậy? À, cũng mới về hả? À. Dạ. Hai mày khỏe không? Dạ khỏe anh. Ừ. Tính qua đây nè, xin chú Tư, ổng cho tôi chạy lại. Nhưng mà không được.
Anh mới về, không có nhà nghỉ ngơi đi. Chạy gì nổi mà chạy. Ở nhà nghỉ thì chết đói hả? Bây giờ biết tao khó khăn cỡ nào không? Mà anh, công việc thằng Quy nó giỏi thiệt á. Nó làm ngày làm đêm, nó lo về vợ con anh á. Lo vợ con tao? Dạ. Anh có tin không? Nó dành luôn việc bốc giác của em với thằng Long luôn á. Vậy hả? Chà, nếu tính ra vậy tao nợ nó rồi. Đâu phải đâu anh. Anh đi tù á, cũng do nó mà. Tính ra, nó nợ anh mới đúng á. Bỏ chuyện đó đi. Hôm trước á, nó xin cho vợ anh vô đây làm nè. Nhưng mới xin nghỉ rồi. Thì tao có nghe nói chuyện đó. Mà anh biết sao vợ anh nghỉ không? Sao? Tại vợ anh Quy ghen á. Mắc gì ghen? Khùng. Thì tại thằng Quy á, nó chăm sóc vợ anh kỹ quá. Nên vợ nó ghen. Cái hôm mà nó bị xỉu phải đưa vô bệnh viện, cũng vợ anh chăm sóc nó chứ ai chăm sóc nó đâu. Mà cũng không trách vợ anh được. Ơn nghĩa quá mà. Không ghen mới lạ đó. Gặp em cũng ngã lòng rồi. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy. Cháy cái gì? Anh, bình tĩnh anh. Mày nói lại tiếng coi. Thôi anh thôi. Hả? Thôi, bình tĩnh anh. Vợ tao mình mà nói kỳ vậy. Thôi, bình tĩnh nè. Ủa đây. Dạ chú ơi. Gì nữa cậu? Dạ cái chuyện hôm bữa con hỏi chú á. Yên cái tâm đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu Đạt quay trở lại làm việc. Cậu không cần phải năn nỉ tôi. Tôi biết hoàn cảnh cậu Đạt đang khó khăn mà. Dạ. Chú ráng giúp cho anh Đạt nghe chú. Chứ bây giờ ảnh mà không đi làm được, kinh tế nhà ảnh cũng khó khăn dữ lắm. Nhưng mà ít nhất á, phải nghỉ 3 tháng mới xóa được an tích. Cái đó là tôi du di lắm đó. Dạ. Dạ còn chuyện này con muốn nhờ chú. Chuyện gì? Dạ chú có thể cho con mượn 30 triệu được. Dạ con hứa với chú là trong vòng 1 năm con trả lại cho chú. Thôi được rồi, đi theo tôi vô phòng kế toán lấy nha. Đi. Em coi anh nay bận đồ này đẹp không? Sao tự nhiên hôm nay lại mặc? Thì anh thích thì anh bận thôi. Hôm nay anh mới cảm nhận được cái độ mát của nó. Hôm bữa anh nói mặc vô anh thấy khó chịu lắm mà. Nhưng mà bây giờ anh thấy dễ chịu rồi. Anh xin lỗi. Thời gian vừa qua vì cơm áo gạo tiền khiến cho hai vợ chồng mình dần xa cách. Rồi hai vợ chồng mình trở nên lạnh nhạt với nhau. Anh biết anh nợ em gì không? Biết sao không? Anh nợ em cả cuộc đời. Giờ anh trả nợ hơn em. Ôi, quỷ à. Quỷ nè. Quỷ nè. Trời ơi, gọi tao không gọi. Gọi đúng cái giờ này. Số bên giao hàng. Alo, tôi nghe. Cảm phiền anh sáng mai giao được không anh? Dạ sao? 5 ngày nữa mới mở cửa lại hả? Tôi đợi chút đi. Tôi qua liền. Anh đi nghe. Chứ bây giờ bên bển nói là 5 ngày nữa mới mở cửa lại. Ừ. Ê, anh đi. Anh đi. Cô Hồng ơi. Cô Hồng. Anh Huy. Anh mới qua hả? Anh vô nhà chơi. Ủa cái này sao anh mang qua đây? Anh thấy là tại vì nhà em gần trường học, với lại có cái khoảng sân rộng vậy nè. Thì anh mua cái xe này để cho em bán nước dây khác, sẵn tiện em mai đồ luôn. Vừa bán nước vừa mai đồ kiếm thêm thu nhập. Trời, anh Đạt ảnh về rồi mà anh vẫn còn lo lắng cho nhà em hả?
Anh à, anh lo cho gia đình mình đi. Anh đã lo cho gia đình em quá nhiều rồi. Bây giờ em cũng không dám nhận nữa. Em còn chưa biết phải làm sao để trả ơn anh nữa đây. Có gì đâu mà trả ơn. Đạt về rồi, nhưng mà hiện tại cũng chưa có đi làm được. Thì coi như là anh giúp gì được cho vợ chồng em thì anh giúp thôi nha. Chú ơi, con mới vô thi triển cấp xong á, con hy vọng á là lần này mình có thể lên được cấp 3. Bởi vì á, cái bài này con làm cũng được ổn ổn á nha. Chú tin chắc chắn là thế nào con cũng đậu. Chú sẽ giữ đúng lời hứa với con, mua cho con chiếc xe đạp điện liền, hiểu không? Anh Huy. Hả? Anh đừng có dạy hư Cường. Với lại bây giờ á, nó nói là nó cũng không cần nữa. Dạ đúng rồi á, con chỉ cần một chiếc xe đạp cũ để đi giao hàng thôi. Thôi chuyện đó tính sau đi. Bây giờ phụ với chú đẩy chiếc xe này vô trong liền. Nhanh lên. Dạ vậy thôi, coi như là em mượn nha. Rồi em bán á, em có tiền em sẽ trả cho Tần nha. Ôi đừng có khách sáo nữa. Mình mở quán cà phê hả chú? Con thấy cũng ổn á. Nè, đừng có nói với chú là mở quán cà phê, xong rủ mấy đứa bạn của con về đây chơi game nghe. Làm gì có, con bỏ lâu rồi. Anh à, anh làm em ái ngại quá à. Có gì đâu mà ngại. Thì hai đứa tụi bay cứ coi như là tao chết rồi. Tự nhiên, ngại cái gì? Anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Mày biết tao đi tù về mà mày vẫn qua đây kiếm vợ tao, ý gì? Anh Đạt à, đừng có hiểu lầm như vậy. Thì hồi nào tới giờ tôi cũng thường xuyên qua đây giúp đỡ vợ con anh mà. Thường xuyên qua đây rồi. Mày thường xuyên đi. Trời ơi, thôi anh Huy ơi, anh đi về đi. Hôm khác rồi anh hãy qua chơi. Anh Đạt anh say rồi. Tôi không có say. Tao báo cho mày biết, thằng này đi tù về là mất hết rồi. Tao không còn sợ mất cái gì nữa đâu. Sao? Tức là mày sẽ lấy vợ tao đúng không? Anh nói cái gì vậy? Anh Đạt à, làm ơn bình tĩnh lại đi. Là tôi muốn đưa cho anh cái này nè. Ê, tính tư tình với nó rồi bây giờ lấy cái này để bịt miệng tao hả? Hả? Anh ăn nói hồ đồ quá đi. Anh nghe tôi nói đi anh Đạt. Tôi biết là anh vừa mới về, cũng chưa có việc làm, cho nên tôi mới gom góp 30 triệu. Tôi qua tôi đưa cho anh để cho anh mua chiếc xe, rồi anh cố gắng anh chạy anh kiếm tiền anh nuôi vợ con anh. Mày cầm cái đồng tiền dơ bẩn của mày đi về. Anh Đạt ơi, nghe tôi nói đi về. Tao giết mày. Có sai rồi. Không có sao. Anh làm bông trùm như vậy con mặt mũi đâu nhìn ai nữa. Con ơi, thằng Quy nó tốt lắm, con đừng có nghĩ bậy rồi tội nghiệp nó. Chú Năm cũng binh nó luôn ha. Mày mua chuộc vợ con tao, mày mua chuộc chú Năm, vậy là mày mua chuộc Quy cái xóm này rồi đúng không? Trời ơi, sao mà tôi khổ dữ vậy trời ơi. Vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm mà anh vẫn không tin em được. Cô đi đi, tôi không cần một người vợ như cô. Đi. Anh Đạt, anh có biết là tại sao bao nhiêu năm qua tôi giúp đỡ cho vợ con anh, cho gia đình anh hay không? Là tại vì tôi muốn chuộc lại một phần lỗi lầm năm xưa tôi đã gây ra cho anh. Nếu như bây giờ anh không tin á, cứ để cho thời gian trả lời đi. Còn Hồng rất là yêu anh, anh đừng để mất đi cổ rồi mới cảm thấy hối tiếc. Ba sai thiệt rồi. Con nghe chú nói nè, tiền nhà cửa mất mình còn tìm lại được, còn người thân mà mất đi rồi không tìm lại được đâu con. Con tỉnh lại đi. Anh Đạt, tôi lúc nào cũng coi anh như người anh của mình.
mong anh hãy suy nghĩ lại. Hồng ơi, Cường ơi đừng bỏ mà. Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi. Em, anh có mua quà tặng cho em nè. Nguồn luôn. Kể từ đây về sau không còn cuộc gọi nào là quan trọng nữa.